tất cả 4 phòng, 40 phòng này là 26 đứa em bé đó phải không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Ngay dưới này nữa. Với lại tại vì có mấy em bé ở đây nè, sinh cho mấy em bé nhỏ đó mày đó nè. Cũng cho ngoài đó nó cũng thuê trọ cũng cho mày tại vì hai cái phòng ngoài á, với em bé bên kia nhà khổ lắm. Lúc nữa cho chị xem. Nhà khổ lắm mỗi lần ngon. Vậy này mấy phòng? Em mới hỏi chủ á là hết tất cả rồi lại là 40 phòng đó. Ừ. Là tính luôn, từ trong đó tính ra hết rồi. Tính dài hết luôn á là 40 á. Rồi em chỉ chị qua bên này. Khổ lắm chị quay bên này nè. Cái nhà đó là bên đó là có tính gồm vô đây vô chưa? Gồm luôn đó mà. Là em xin giùm cho bên đó luôn hết tại vì. Bên đó mấy phòng? Một với lại hai cái phòng này nè, có một nội lắm. Tại vì hồi đó giờ em thấy chị cho được cái gạo ảnh á. Ảnh khóc quá trời luôn, ảnh nói từ đó giờ chị ảnh đi mất sinh đâu á. Nhảy này. Vậy đây là mấy phòng vậy chị? Không phải là chủ trọ. Vậy là mình về đây là mấy phòng? Để vô kêu ông chủ trọ. Thôi kêu ông chứ làm phiền ông vậy. Ông mới biết là bao nhiêu phòng chứ. Thôi kệ ông đây làm phiền ông, ông chửi mất không? Uống nước mít không ông nội ơi. Trời ơi, con trỏ nhỏ cũng không biết không. Một dãy dãy dưới đó bao nhiêu phòng? Ủa chị là ai mà chị biết em vậy? Hỏi xa xa giãn cách ra đây chứ lát nữa công an bắt á. Ở đâu anh chị, ở đâu lận? Trời ơi, đi xa dữ vậy, thôi kệ đi. Đúng rồi, đây thôi. Chị ơi, đây thôi. Không, không phải là chỉ cái nhà cho chị thôi. Nhưng mà người ta qua bên đây thì hợp không? Cái này nè, qua rồi nhưng mà em cho gạo là xin, mỗi lần xin là xin cho xin bên này là không tại gì. Cái phòng mà người ta đóng cửa đi á, à. ở trong công ty rồi đó. Nắng quá, nhỏ. Một người là em xin cho, em thế vô trong cho cái nhà này, hai cái phòng bên này. Là mấy hai người đó ở trong trọ, ở trong công ty hết rồi. Mấy ngày mấy tháng dịch. Quá trời đông mà em sợ quá luôn á, thiệt tình nó lẹ đang lên vậy. Chị Tú kêu em là phát chụp hình gửi cho chị. Mà giờ về đây đông quá sao em dám chụp hình đưa lên em, mà nó gửi chụp, gì dưới. Em chụp rồi cho thôi chị, em kết bạn cho lên gửi cho chị. Chết á. Không, chị Tú có kêu nè, em chụp hình gửi nè. Là chị cũng biết là hả, là hả chị Tú là gửi ra nhiêu phần quà. Dạ. Rồi trong đây là hả gồm có là 40 phòng thì giờ em nói là mấy anh chị đại diện giùm em. Dạ. Là chia ra chứ giờ hả nếu mà mỗi người một phần là không đủ thôi. Không đủ, chị Tú có nói thôi hả anh ha. Dạ đúng rồi, chị Tú nói thôi. Chị Tú. Dạ em nhờ anh. Ờ nói đi. Chị Tú nói gì đó là giờ hả chị Tú nhẹ chuyển rồi lại vậy thôi đó. Không chị Tú chuyển. Để bà xã ẩm cho mẹ làm nha. Rồi. À chị Tú mở tay ra giùm em cái chỗ. Có nói với em rồi, em tự em phát cho mấy cái những lựa những người nào á. Bây giờ là đồ cho trẻ em mới cho các người. Dạ đồ này cho trẻ em là em chụp hình em đợi. Thôi, là kêu chị Tú kêu con đó là lựa. Để ba nó đi. Nè là ấy ha giùm em hai ba bịch để em chụp hình mấy tấm đại diện rồi. Có gì hả chị ấy rồi chị gửi qua cho em. Dạ, rồi chút nữa Zalo của chị cái này. Đứng xa xa ra ba bốn người hả? Đứng ra. Chỗ này đang làm việc. Rồi một người một bịch lấy đi chị cho em xin mấy tấm hình coi. Một bịch này với một bịch gạo. Đại diện vậy thôi đi rồi. Đại diện đi rồi cái dạ. Gì là chúc em chụp. Ai gì đời Phật. Nay là chuyến xe cuối của Tú đi, nãy giờ hai chuyến rồi đó. Gạo và rau củ quả. Gạo và rau củ quả giờ cho bên dì Bảy quận Tư miếng rau củ nữa. Rồi còn nhiêu là tập trung đem về chùa. Ai gì đời Phật, mua Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Nhà của mình nay xuất cho Tú 500 kg gạo để phát bà con ở bên của quận Tư và Tôn Thất Thiết nha. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cho Trinh và chung tay trong mùa dịch này. Mô Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Chị Trúc ơi. Chị đã hỗ trợ cho khu vực của quận 7, Trung Sơn, thuộc diện của Bình Chánh á, là mấy vị ở đây, cậu này qua nhận, A Di Đà Phật, Mô Phật.
Còn xe này là hỗ trợ cho số 60, hẻm 60 Lê Hồng Phong. Ở đây là 30 phần nha. Cảm tạ công đức của chị Trúc nhiều nha. Đây, bà con. Đây, A Di Đà Phật, cầu A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Chị Trúc ơi, em đã chia sẻ cho anh Minh để bên khu vực của Trần Đại Nghĩa cho bà con mình ở ở tại khu cách ly nhà trọ. A Di Đà Phật. Em cảm ơn chị Trúc. Bán tại chợ Phú Lâm. Nhiều nha. Rồi, A Di Đà Phật. Mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Hai xe về hỗ trợ cho mình đó nghe chị Trúc. Chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm. Đã, hôm nay là cái xe bên đây của bạn, bạn gì nói đi bạn? Của bên chị Nguyên. Chị Nguyên hả? Đã ủng về đây ủng hộ chở cho chùa Bình An. Đây là cái số quà của cho chùa Bình An. Còn bên đây là cũng của gần của Bình An luôn, là nhóm nhà trọ, khu vực của nhà trọ 4.000 mấy gì đó, là của Bình Tân. Tiền tiền. Dở dở cái xe lên cho mẹ coi. Dở cái xe lên. Còn đây là của Tú. Còn đây là xe của Tú chở 100 phần quà đến cho Tú ơi, đến điểm nào Tú? Tú ơi, 100 phần quà này đến điểm nào Tú? 100 phần quà này đến điểm nào? Hai điểm ở quận Tây là đường Khánh Hội với lại đường Tôn Thất Thiết. Rồi, Tôn Thất Thiết và Khánh Hội nha chị Trúc. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của gia đình chị Trúc đã ủng hộ cho bà con mình và chung tay vào mùa dịch. A Di Đà Phật. Đây, A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Bỏ khẩu trang ra đi cho bà Trúc thấy. Chị Trúc ơi, em đã đến cái điểm của chị Giàu. Chia sẻ cho chị khu nhà trọ của chị Giàu là tổng cộng là 22 phần. Rồi, cảm ơn chị Trúc nha. A Di Đà Phật. Cảm ơn Trúc. Hỏi thăm đi khỏe không? Dạ rồi, mô Phật. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 9 năm 2021. Dì Tám ơi, con đã giao thuốc cho anh tên gì? Anh Minh. Bên Lĩ quận Tân mình đó. Tổng cộng là 10 phần thuốc của F0. Cũng thay mặt cảm ơn Mạnh Thường Quân của dì Tám đã giúp đỡ cho khu vực của anh Minh. A Di Đà Phật. Cảm ơn dì Tám. Dạ rồi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, anh cứ chắc đi. A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 18 tây tháng 9 năm 2021. Tại điểm này là giao điểm của Bình Tân, bên Lĩ đó chị Trúc. Em đã đến đây cho tổng cộng là 35 hộ ở nơi đây. Giao lại cho các anh này về, anh phân phát cho bà con. A Di Đà Phật. Cảm ơn chị Trúc. Chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm mình đó. Rồi, cảm niệm công đức của chị Trúc nha. A Di Đà Phật, mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Gia đình chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm đã phát tâm cho bà con mình tổng cộng là mấy chục thùng nấm hết thảy nha bà con. Đây. Mấy chục thùng nấm của nấm Minh Chi nè. Rồi. Với lại rau củ quả, đây, đậu bắp, rồi bầu, mướp, rồi với hủ hoa, rồi chút đỉnh dưa leo, A Di Đà Phật. Rồi thôi, em cũng thay mặt bà con để cảm tạ công đức của gia đình của chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm. A Di Đà Phật, mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Con đã đến điểm 3425 của Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 để giao cho các vị ở đây tổng cộng là 10 phần gạo với lại bột ngọt. A Di Đà Phật. Mô Phật, đây là khu nhà trọ đây. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021, con đã đến điểm của 3421A của Phạm Thế Hiển. Ở nơi đây là phòng trọ
tổng cộng là mấy mươi phần? 20 phần, 20 phần, 30 phần hết thảy, 30 phần gạo hết thảy. Mỗi hộ và được 5 kg, nhưng mà hộp gà với lại dầu ăn với nước tương chỉ còn bao nhiêu đây thôi, với bột ngọt á thì bà con chia sẻ ra cho đều ha. Dạ rồi, A Di Đà Phật. Rồi, mô Phật. Phật. À, thầy ơi, con đã đến hẻm của 574. 574 sẹt mấy? Sẹt 15, sẹt 1, sẹt 20C. À, sẹt 15, sẹt 1, sẹt 20C. À, trao cho mấy vị ở đây khu nhà trọ này tổng cộng là 20 phần. Rồi, 20 phần. 5 kg gạo với một lốc hột gà với lại chai dầu ăn với chai nước tương. Chứ bột ngọt ha, một gói bột ngọt nghe. Rồi, A Di Đà Phật, mô Phật. Hôm nay là ngày 18 thay tháng 9 năm 2021. Con đã đến điểm của Tạ Nguyên giao cho chú Minh á. Tổng cộng là 5 phần nghe, A Di Đà Phật. Rồi, A Di Đà Phật. Nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Con đã đến điểm 101 sẹt 5C đường Phạm Đình Hổ của phường 6 quận 6. Đã trao cho mấy vị này là tổng cộng là 10 phần quà nha thầy. Bao gồm là mỗi người 5 kg gạo với một dĩa trứng và một chai nước tương, chai dầu ăn và một gói bột ngọt. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi, cảm tạ công đức A Di Đà Phật. Mô Phật.